4 chiến lược để ngừng cái cơn giận của trẻ trước khi bắt đầu. Chiến lược thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi để cung cấp cho con những cái cơ hội và tự đưa ra những quyết định của mình. Thứ hai là đưa ra cho trẻ những cái sự lựa chọn và từ đó thì con sẽ có những cái phương án để giải quyết vấn đề của mình. Thứ ba là dùng những cái từ ngữ mà tích cực, khuyến khích, động viên trẻ, làm cho con cảm thấy rằng là con có được cái sự quan tâm, sự tôn trọng từ cha mẹ. Thứ tư là tạo cho con một cái môi trường yên tĩnh, thoải mái và an toàn. Nó sẽ giúp con giảm căng thẳng và con sẽ ngừng được cái cơn nóng giận của mình trước khi nó bộc phát. Thứ năm là cha mẹ hãy học cách lắng nghe và đồng cảm với trẻ. Từ đó thì con sẽ hiểu rằng là cha mẹ luôn luôn quan tâm đến mình, cha mẹ luôn ở bên cạnh mình và con cảm thấy mình không bị bỏ rơi.